đàn ông ở trong đó mà người ta vẫn nuôi ong nó chưa được thuần hóa, tính gia sinh nó còn rất lớn. Còn mình đã nuôi được trong đó lâu năm rồi, theo cái kiểu kiểu thùng đó thì nó lại là khác. Còn trong đó tự nhiên thì nó tính gia sinh nó rất lớn. Mỗi một năm ta chỉ lấy mật độc một hai lần, là Tết Đoan Ngọ là mùng 5 tháng 5 và những lần trước, thì năng suất không thể cao được. Thế nó chưa xác định được năng suất mà mới xác định được nó ở trong cái đó, cái lượng đấy bao nhiêu trong cái đó thì mình không thể xác định được khoảng được bao nhiêu cầu. Cho nên là tốt nhất không thiếu gì mà ta chọn thanh thiên bật nhật, là cái đàn này 5 cầu, 4 cầu, 3 cầu tốt ta là ta chọn. Không tội gì ta phải làm cái mạo hiểm. Vâng, vấn đề này.